này là những cái vỏ chai, vỏ ốc và những cái đồ mà chai lọ mà lôi dưới biển lên đó các bạn. Vỏ, vỏ của con chai mài như viên đá này. Đây là vỏ của con chai à, nó như viên ngọc nha. Đó, rất là đẹp tuyệt vời đấy. Đeo vào sẽ tốt cho sức khỏe của phụ nữ. Đây là cảnh đang chế tác vỏ chai này. Vỏ gọi là chai chai tượng. To, rất to và dày, dày như miếng đá luôn. Như một cái tảng đá ấy. Dày lắm. Rồi, cục này nặng 146 cân, gần 150 cân. Con rồng đang ôm ngọc này. Các bạn xem giá đây. 326 triệu. Ô, cái này 345 triệu lại. Lần đầu tiên mình nhìn thấy người ta sâu cái chuỗi vòng hạt và ngọc trai như vậy. Rời khỏi trang Ngọc Huyền, lái xe bắt đầu đưa mình đến suối Chanh. Thì trên đường có những dừng lại những cái quầy bán những quả sầu riêng của địa phương. Quả sầu riêng này mình hái kiểu gì? Nó rụng. Nó tự rụng á? À, rồi hoặc là mình bắt ghế lên mình... Em thấy nó cao kia mà. Bắt ghế bắt thang lên lấy à? Chứ quả này mà rụng vào đầu ấy là thôi to ấy nhỉ? Nó rụng vào đi mua. Đến khu du lịch suối Chanh thì nó là một cái khu người ta dựng lên thôi, mình không hứng thú lắm nên không quay gì ở đây nhiều. Và bây giờ là đến chỗ rượu Sim. Đây là cơ sở Sim Sơn Phú Quốc. Ở đây có đủ thứ các sản phẩm về Sim, mật Sim, vang Sim, kẹo Sim, có đủ thứ các loại về Sim cả. Siro Sim. Mật Sim là Sim chín đang lên men. Đó. Hoa phong lan trồng ở khắp nơi, ông chủ rất là mê lan. Chỗ nào cũng thấy hoa phong lan, kể cả những cái chỗ mà đáng ương. Sâu hun hút xuống tận dưới kia thì cả cái khu vực vòng quanh chỗ đấy là vườn sim hết. Đây là cái lối đi dành cho khách tham quan đây. Chắc là phải tạm biệt vườn sim thôi vì mình còn phải đi chùa Hộ Quốc và ra bãi sao nữa. Tạm biệt vườn sim Phú Quốc. Và đây là chùa Hộ Quốc. Ngay ở cửa vào thì có một cái tượng Phật bằng đá xanh rất là đẹp. Ở ngay chính diện cửa vào luôn á. Các bạn nhìn xem à. Khung cảnh chùa Quốc nhìn từ trên xuống. Và chùa Quốc là xây theo cái kiểu nhà ba gian của dân mình ngày xưa ấy. Ở đây có những cái tảng đá mà ghi những cái lời thơ của như của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình rồi những cái lời thơ ngày xưa. Bây giờ mình đến cái chỗ này là nước cơ sở nước mắm Phụng Hưng ở Phú Quốc, cũng là một cái điểm tham quan rất là nổi tiếng, đồng thời là mua nước mắm luôn ở đây. Đấy, các bạn nhìn thấy những cái thùng này, mỗi cái thùng là 1.000 lít và mỗi nhà lại có mấy trăm cái thùng. Các bạn lưu ý là mua nước mắm mang về được nhưng mà không mang lên máy bay được, trừ khi các bạn mua số lượng lớn người ta gửi ra. Rồi nước mắm Phụng Hưng mình đến thăm nhà tù Phú Quốc. Nhà tù này bây giờ thì đã được phục dựng lại nguyên bản như ngày xưa, với những chuồng cọp rồi những cái hình thức tra tấn và những cái lời diễn giải đấy. Ví dụ như các bạn nhìn này, lính ngụy đang tra khảo lính cộng sản này, đốt của quý rồi chặt chân chặt tay. Đây là những cái hình thức tra tấn rất là phổ biến ở cái thời điểm đấy. Trồng cây chuối cắm đầu lên trên sắt nhọn này, rồi dùng gỗ để ép ngực này. Nói chung đây là những cái hình thức mà tra tấn mình nghĩ là rất là kinh khủng. Đóng đinh vào xương bánh chè này. Ngày xưa là các cụ mình đã phải chịu những hình thức tra tấn này. Và đây là cái đường hầm mà lính mình ngày xưa đã đào để tẩu thoát ra khỏi nhà tù Phú Quốc. Một con đường hầm rất là dài mà người ta đào bằng tất cả những cái dụng cụ nào mà người ta có thể tìm được. Ví dụ như bạn nhìn ở đây, các cụ của mình đào những cái đường hầm thì chỉ vừa để người chui thôi, đào nữa thì nó rất là mất nhiều thời gian, mất nhiều công sức. Đấy, ngay như là có một cái mẩu thìa như này để đào một đường hầm này thì không biết là bao lâu thì mới đào xong. Trong một cái môi trường lao tù mà bị tra tấn khủng khiếp như vậy thì sống cũng không bằng chết, thành ra là phải tìm mọi cách để vượt ngục. Rồi còn đây còn làm cách mạng nữa. Đây các bạn nhìn thấy đây là cái người ta đã mô phỏng lại cái lỗ để mà khi mà các cụ của mình khi mà đào lỗ xong thì bắt đầu chui lên và giúp nhau chạy ra khỏi khu vực nhà tù, thì đây là đã được phục dựng lại rồi. Giờ nhà tù Phú Quốc mình đến bãi sao. Đấy, các bạn nhìn cái bãi sao, cái khu vực bãi sao này nó giống như cái bãi biển Sầm Sơn, Đồ Sơn từ cách đây khoảng 20-30 năm ấy, nó vẫn còn kiểu giống như thế. Thì mình đây là mình đi ra một cái góc rất là xa của bãi sao rồi, thì tận hưởng nghỉ ngơi một lúc buổi chiều khi mà trời nó đang ngớt mưa. Lối đi vào nhà vệ sinh đầy hoa luôn.